Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tặng reset point hay là level khi mà tạo nhân vật mới. Thì trước tiên mình sẽ vào SQL Server. Anh em mở trong database ra, chọn mẫu online của mình, chọn program. Tiếp theo cái đầu tiên, trong này anh em sẽ nhìn thấy cái grid character này. Đó, chọn theo mình nhé. Anh em kéo xuống. Đây, ở này anh em sẽ nhìn thấy các cái thông tin khi mà tạo nhân vật như này. Ví dụ như ở đây là cột level này, mình gióng từ trên này thì nó sẽ tương ứng với ở bên dưới này. Hai cột này sẽ tương ứng với nhau. Level là cái level nhân vật là 400. Level up point là cái level là cái point mà mình muốn cho khi mà tạo tài khoản mới. Money này là tiền này. Bây giờ mình muốn cho thêm reset nữa thì ở đây mình sẽ điền thêm cái cột reset vào đây. Reset cao sau cột level thì mình cũng tương ứng sau cột level. Đây mình cho là ví dụ như là 20 lần reset đi. Ok, anh em nhớ tất cả những cái dòng ở trên này thì nó sẽ tương ứng với ở dưới này nhé. Level này, reset này, point này, tiền này. Sau khi chọn xong thì anh em sẽ bấm chạy. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản mới. Tạo một tài khoản mới này. Test nhé. Ok, thì ở đây mình đã có 65.000 coin này, 20 reset này. Cái level thì các bạn phải chọn lại nhân vật thì nó sẽ lên level 400. Level 400 reset 20, 65.000 coin, 2 tỷ gen. Ok nhá. Rồi, chào anh em.